Đây là quyển sách mà mình nghĩ các nhà kinh tế, những người theo chủ nghĩa consumerism, chủ nghĩa tiêu thụ sẽ không bao giờ muốn mình tìm đọc đâu. Vì quyển sách chỉ yêu cầu một lối sống vừa đủ, so với chủ nghĩa yếm thế thì đỡ hơn, nhưng cũng chỉ khuyến khích một lối sống vừa đủ, thậm chí là nên thử thách bản thân. Chào mừng mọi người đã cùng quay trở lại với kênh Ký Kỳ Cục của mình nha. Không biết mọi người có thắc mắc cụm từ chủ nghĩa khắc kỷ không? Hôm nay thì mình sẽ review cho mọi người cuốn sách mang tên là Chủ nghĩa khắc kỷ của tác giả William B. Irving. Để mà mọi người, nhất là những bạn quan tâm đến cụm từ này thì có thể biết thêm nha. Quyển sách nhấn mạnh về nội tâm, cách chúng ta đạt được hạnh phúc, bình thản từ chính bên trong của chúng ta, chứ không phải là bám víu vào một thứ vật chất xa xỉ của xã hội để mà đạt lấy hạnh phúc. Tiền không khiến chúng ta hạnh phúc. Tiền mua được những thứ khiến chúng ta hạnh phúc. Nhưng mà hạnh phúc thật sự hay không á, là do tâm hồn, nội tâm của chúng ta quyết định cơ. Đây là quyển sách mà mình nghĩ các nhà kinh tế, những người theo chủ nghĩa consumerism, chủ nghĩa tiêu thụ sẽ không bao giờ muốn mình tìm đọc đâu. Vì quyển sách chỉ yêu cầu một lối sống vừa đủ, so với chủ nghĩa yếm thế thì đỡ hơn, nhưng cũng chỉ khuyến khích một lối sống vừa đủ, thậm chí là nên thử thách bản thân. Tác giả không phải là người sáng lập nên chủ nghĩa khắc kỷ, mà theo cách ông nói trong sách, ông chỉ là một nhà thực hành chủ nghĩa khắc kỷ một cách thầm lặng thôi. Mình khá là thích cách ông phản biện bảo vệ chủ nghĩa khắc kỷ, bảo vệ khỏi những cái lầm tưởng mà người đời gán ghép cho chủ nghĩa này. Cũng như là cách mà tác giả William B. Irving đã biến tấu chủ nghĩa khắc kỷ để phù hợp hơn với những con người thời nay như chúng ta. Tác giả cũng nêu lên nỗi băn khoăn thắc mắc của mình là nếu mà những nhà khắc kỷ cổ đại đảm nhiệm quyển sách hướng dẫn những người thế kỷ 21 thực hành chủ nghĩa khắc kỷ thì họ sẽ viết những gì trong sách đây? Cụ thể, chủ nghĩa khắc kỷ là một phong cách sống hướng tới sự bình thản. Có thể phong cách sống của mọi người sẽ đều có một cái tên, gọi một cách học thuật là một cái chủ nghĩa nào đó. Có thể chúng ta không có khái niệm về tên gọi, nhưng chúng ta luôn thực hành chúng. Quyển sách chia làm 4 phần. Phần đầu tiên là sự hình thành của chủ nghĩa khắc kỷ. Phần thứ hai là những cái kỹ thuật tâm lý trong chủ nghĩa khắc kỷ. Phần thứ ba là những lời khuyên của những nhà khắc kỷ. Phần cuối cùng là chủ nghĩa khắc kỷ trong cuộc sống hiện đại. Ở phần đầu tiên của quyển sách thì sẽ giới thiệu cho chúng ta thấy là sự hình thành của chủ nghĩa khắc kỷ. Là hồi xưa, cụ thể là ở thế kỷ 2, những cái trường dạy triết đã hình thành và phát triển phổ biến như thế nào. Rồi những cái nhà khắc kỷ đầu tiên là những ai, vân vân. Đó là những gì sách sẽ nói cho bạn biết. Còn những gì mà mình chia sẻ cho mọi người thì review mà làm cái hành động gì kỳ vậy. Nhưng mà tại vì nó liên quan tới lịch sử ấy, nên là mọi người hiểu không? Khá là khó nuốt ấy. Đến với chương 2 thì là những kỹ thuật tâm lý của chủ nghĩa khắc kỷ. Thì chương này có thể vớt vát, thậm chí đối với cá nhân mình thì nó xây dựng lại sự hấp dẫn trong sách đối với mình nữa cơ. Tới đây thì mọi người sẽ hỏi mình một câu là liệu nếu mà chương 1 khô khan như vậy thì nhảy trực tiếp tới chương 2 đọc luôn thì có thể hiểu không? Yên tâm, sẽ hiểu được. Nhưng mà cá nhân mình đọc thì mình muốn đọc từ tốn, coi như rèn giũa sự kiên nhẫn cho bản thân nên là mình sẽ đọc hết luôn. Ở chương 2, kỹ thuật tâm lý thì sẽ có những cái kỹ thuật như là tưởng tượng tiêu cực nè, rồi sự lưỡng phân về quyền kiểm soát nè, rồi thuyết vận mệnh nè, rồi tự tiết chế bản thân cũng như là suy ngẫm. Mình lúc trước được mẹ mua cho một mô hình đồ chơi là một con Bakugan hệ lửa. Mình cực kỳ thích cái con nó luôn ấy, đi đâu mình cũng mang theo cả. Sáng sớm thức dậy, việc đầu tiên mình làm là sẽ hướng mắt liền về con Bakugan ấy luôn. Mình nghĩ một con đã thích như vậy thì một đám chắc là sẽ thích hơn. Nhưng không, khi mà mẹ mua cho mình con thứ hai, con thứ ba, rồi mình dường như mình bị thích nghi với sự khoái lạc ấy. Mình cảm thấy như cái niềm vui trong mình nó không còn phong phú nữa. Và mình cho đó là một lẽ hiển nhiên luôn. Vậy, làm thế nào để trân trọng những thứ trước mắt đây? Cụ thể là hãy tưởng tượng tiêu cực, tập tưởng tượng tiêu cực. Nghe cái tên thì chắc có lẽ mọi người sẽ hình dung ra được. Còn nếu mà mọi người muốn mình nói cụ thể hơn thì chắc là sẽ đợi vào một dịp khác. Hoặc tự thân vận động đi kiếm sách mà đọc đi ha. Đi tiếp qua mục tiếp theo trong chương 2
là sự lưỡng phân trong quyền kiểm soát sẽ chỉ ra được có những sự việc chúng ta không thể kiểm soát được, có những sự việc chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát và có những sự việc chúng ta chỉ có thể kiểm soát một phần, để từ đó mà đặt sự quan tâm đúng nơi. Và với một tự tiết chế bản thân á, tự kiểm soát bản thân á, là một khả năng cực kỳ quan trọng mà tất cả chúng ta đều phải có, nhất là đối với tụi con trai tụi mình. Không điều chứ mình nhận ra á, dù trước đó mình chưa hề ý thức được, mình chưa hề biết chủ nghĩa khắc kỷ là gì, nhưng mà khi mà đọc sách rồi á, khi mà làm quen được giới thiệu với những cái kỹ thuật tâm lý trong sách á, thì mình nhận ra là thì ra là trước giờ mình cũng đã đôi lần thực hành chủ nghĩa khắc kỷ rồi. Cũng như tác giả đã từng đề cập trong sách đó, là có những người tính cách của họ rất là phù hợp để mà thực hành chủ nghĩa khắc kỷ luôn. Đến với chương 3, những cái lời khuyên của những nhà khắc kỷ á, thì khi mà bạn tiếp xúc với một ai đó đều sẽ có nguy cơ phá vỡ sự bình thản trong bạn. Nhưng cả vòng đời của bạn không thể nào không tiếp xúc với một ai cả, phải không? Thì chương này đưa ra những cái lời khuyên về những cái mối quan hệ xã hội của bạn. Như là khi bị xúc phạm nè, rồi khi trải qua cảm giác đau khổ nè, rồi cũng như là khi tức giận. Rồi cách bạn nhìn nhận bản thân bạn thông qua tuổi già nè, những sự cám dỗ nè, rồi thậm chí là cái chết nữa. Chương cuối là chủ nghĩa khắc kỷ trong cuộc sống hiện đại. Có phải ngày nay là bạn rất là ít khi nghe những người xung quanh nhắc về khái niệm chủ nghĩa khắc kỷ không? Thật sự thì xung quanh mình hầu như chẳng ai ấn tượng về cụm từ này cả. Thậm chí nếu mà không đọc sách thì mình cũng không biết chủ nghĩa khắc kỷ là gì nữa. Có một sự thật là vào thế kỷ 20, chủ nghĩa khắc kỷ là một học thuyết bị bỏ quên. Quan sát những cái ác cảm mà người khác gán ghép cho chủ nghĩa khắc kỷ ở chương cuối này, những cái lối suy nghĩ mà người ta gán ghép cho những nhà thực hành chủ nghĩa này, hãy quan sát những thứ đó và hãy quan sát thêm lối suy nghĩ của tác giả để mà phản biện, bảo vệ học thuyết chủ nghĩa khắc kỷ này. Đọc sách để mà thực hành phong cách sống, hoặc là chí ít là biết thêm về một phong cách sống. Có thể là sau khi đọc xong bạn sẽ không đi theo chủ nghĩa khắc kỷ hoàn toàn. Nhưng có những điểm trong chủ nghĩa Stoicism này mà mình tin nó sẽ làm tích cực thêm về lối sống của bạn. Mình tin là vậy. Chỉ mới đọc một tác phẩm nói về chủ nghĩa khắc kỷ thôi, chưa cọ sát với những tác phẩm khác cùng chủ đề. Mẫu số quá nhỏ để mình có thể đưa ra quyết định. Cũng như chính tác giả đã thừa nhận rằng, ông đã đưa góc nhìn của mình và quan điểm của những nhà triết gia. Nhưng mình cảm thấy là mình khá là hợp với chủ nghĩa khắc kỷ. Một cách vô tình là mình đã luôn thực hành chủ nghĩa khắc kỷ, dù trước đó mình chưa có khái niệm chủ nghĩa khắc kỷ là gì cả. Thì cũng như chính tác giả William P. Irving đã đề cập trong sách là có những người họ rất là hợp để thực hành chủ nghĩa này. Có thể là họ không biết chủ nghĩa này là gì, nhưng mà khi mà tìm được một tác phẩm nói về chủ nghĩa khắc kỷ thì họ sẽ liền cảm thấy rất là thân thuộc. Thì nếu mà có duyên thì mình sẽ tìm thêm những tác phẩm khác cùng chủ đề để mà đọc thêm về chủ nghĩa khắc kỷ này. Và đó là tất cả phần review của mình về cuốn sách Chủ nghĩa khắc kỷ của tác giả William P. Irving. Ok, mong rằng các bạn sẽ thích chiếc video này cũng như là những cái chiếc video khác của mình. Và nếu mà thích thì hãy share những chiếc video này để mình có cơ hội tiếp cận và thấu hiểu được nhiều bạn hơn nha. IG của mình là Kansiki, mình vẫn luôn cập nhật cuộc sống thường nhật của mình trên đó. Các bạn cũng có thể comment trực tiếp phía bên dưới về cảm nhận của các bạn sau khi xem hết clip này của mình, cũng như là chủ đề mà các bạn muốn mình thực hiện. Mình sẽ note lại và mình rất rất là trân trọng luôn. Cuối cùng, lịch ra video của mình là vào mỗi thứ ba hàng tuần. Alo alo, tức thật sự chứ, đang quay mà gặp trục trặc. Đáng lẽ là bình thường thì mình sẽ thường quay một phân đoạn thì cho một nội dung, và thường là nội dung cuối cùng thì mình chỉ quay cho một phân đoạn thôi. Nhưng mà gặp sự cố nên là không ăn trọn điểm được cảm xúc. Nhưng mà còn một cái lời cuối cực kỳ quan trọng mình phải nói với mọi người, cũng như là vẫn thường nói trong những cái tất cả những cái clip của mình luôn. Đó là cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm và xem hết clip của mình nha. Nói xong thì mình mới yên tâm được á. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.